Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Cộng đồng ASEAN của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 5 vừa qua, tại Phủ Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại sứ, đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste tại Hà Nội đến chào và chúc mừng nhân dịp được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thay mặt đại sứ, đại diện các nước Đông Nam Á tại Hà Nội, đại sứ Lào Khăm Phâu Ơn Tha Văn, nước Chủ tịch ASEAN 2024, chuyển lời chúc mừng nhiệt liệt và lời thăm hỏi chân tình của lãnh đạo cấp cao Lào và các nước Đông Nam Á tới Chủ tịch nước Tô Lâm. Đại sứ Lào nhấn mạnh, trong gần 30 năm tham gia ASEAN, Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như trong xây dựng tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Việt Nam đang tạo động lực cho phát triển kinh tế khu vực. Đại sứ Lào khẳng định, ASEAN là lực lượng chủ đạo đối với hòa bình, an ninh khu vực, nhấn mạnh giá trị của đối thoại và hợp tác là phương thức duy nhất trước những bất ổn địa chính trị và kinh tế hiện nay. Trong bối cảnh đó, chủ đề mà Lào lựa chọn cho năm Chủ tịch ASEAN 2024 là ASEAN thúc đẩy kết nối và tự cường, với ưu tiên tăng cường sự kết nối giữa các nền kinh tế, đề cao tự cường và vai trò trung tâm của ASEAN trước các thách thức đa chiều, phức tạp và khó lường, tối ưu hóa tiềm năng của ASEAN trở thành động lực tăng trưởng của khu vực, đóng góp ngày càng hiệu quả cho hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng chung. Đại sứ Lào cảm ơn các nước thành viên ASEAN, đặc biệt là Việt Nam đã và đang tích cực hỗ trợ để Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN. Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng lần đầu tiên gặp đại sứ, đại diện các nước Đông Nam Á trên cương vị mới, cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của lãnh đạo và đại sứ các nước ASEAN và khẳng định Đông Nam Á luôn là gia đình của những người anh em láng giềng gần gũi, gắn bó thân thiết của Việt Nam. Chủ tịch nước cảm ơn những chia sẻ của đại sứ Lào và chúc mừng những nỗ lực và kết quả mà Lào đã đạt được đến nay trong năm Chủ tịch ASEAN 2024. Chủ tịch nước khẳng định ASEAN có vị trí đặc biệt quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Trong gần 3 thập kỷ qua, Việt Nam luôn nỗ lực hết mình, đóng góp chủ động, tích cực và trách nhiệm vì một ASEAN đoàn kết và vững mạnh. Chia sẻ ý nghĩa chiến lược của chủ đề ASEAN 2024 trong bối cảnh hiện nay, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hơn bao giờ hết, ASEAN cần củng cố đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò trung tâm, tự cường và tự chủ chiến lược, cùng hành động ứng phó với các thách thức chung, hướng tới mục tiêu và khát vọng phát triển bứt phá mạnh mẽ hơn trong tương lai. Chủ tịch nước cũng bày tỏ tin tưởng với nền tảng hợp tác vững chắc của gần 6 thập kỷ qua, các nước ASEAN sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chia sẻ và thấu hiểu, hài hòa lợi ích của mình với lợi ích chung của khu vực, cùng nhau tìm kiếm giải pháp hữu hiệu cho các vấn đề đang đặt ra. Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn các đại sứ, đại diện sẽ luôn là cầu nối quan trọng, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á, cùng chung tay xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, hạt nhân của hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Vừa qua, Tổng cục Hải quan đã tổ chức họp báo chuyên đề về việc Hải quan Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33. Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 4 tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đây là lần thứ tư Tổng cục Hải quan đăng cai tổ chức kể từ lần đầu năm 1995. Chương trình hội nghị dự kiến thảo luận 12 nội dung thuộc chương trình nghị sự, tập trung ưu tiên trao đổi chứng từ điện tử qua một cửa ASEAN, triển khai hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN, lộ trình triển khai thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên trong ASEAN. Hội nghị là một cái sự kiện rất là quan trọng của ASEAN cũng như là của hải quan Việt Nam để thể hiện một cái vai trò của hải quan Việt Nam trong cái tiến trình hội nhập ASEAN. Cái việc tổ chức hội nghị hải quan ASEAN lần thứ 33 tại Việt Nam còn có nhiều ý nghĩa trong việc tiếp cận cái hình thức hợp tác đa phương, trong đó có ASEAN và tổ chức hải quan thế giới. Hội nghị là diễn đàn để cộng đồng hải quan ASEAN tăng cường đối thoại, tham vấn với các đối tác đối thoại của ASEAN nhằm thực hiện các mục tiêu phù hợp với tình hình phát triển kinh tế trong giai đoạn mới như hải quan xanh, xây dựng hệ sinh thái về dữ liệu hải quan, hiện đại hóa hải quan, trao đổi dữ liệu điện tử, quản lý hải quan đối với thương mại điện tử, đơn giản hóa thủ tục hải quan cho các lô hàng trị giá thấp. Trong vai trò Chủ tịch Hải quan ASEAN nhiệm kỳ 2024-2025, Hải quan Việt Nam mong muốn và hy vọng với sự đóng góp trong phạm vi khả năng của mình cùng các nước hướng đến một mục tiêu chung trong tiến trình hội nhập của Hải quan ASEAN, góp phần vào xây dựng một cộng đồng kinh tế ASEAN thịnh vượng, bền vững, góp phần nâng cao vị thế hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Tối ngày 1 tháng 6 tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng tham dự chương trình. Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 quy tụ 1.300 vận động viên học sinh, huấn luyện viên từ 10 quốc gia trong khu vực. Với thông điệp kết nối cùng tỏa sáng, đại hội diễn ra đến hết ngày 9 tháng 6 với 107 nội dung thi đấu và bộ huy chương của 6 bộ môn bơi, bóng rổ, cầu lông, điền kinh, pencastilat và võ Việt Nam. Điểm nhấn của chương trình khai mạc là lễ diễu hành trọng thể của 10 đoàn thể thao và chương trình nghệ thuật chào mừng đặc sắc. Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á là ngày hội thể thao lớn nhất dành cho học sinh trung học trong khu vực nhằm thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị quốc tế, hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia và vì một thế hệ trẻ Đông Nam Á hội nhập, phát triển. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh các tài năng thể thao mà còn là cơ hội giao lưu, học hỏi và kết nối của học sinh từ 10 quốc gia ASEAN, đúng như tinh thần kết nối cùng tỏa sáng của đại hội. Trước đó, trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13, sáng ngày 1 tháng 6, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng, đã diễn ra lễ thượng cờ đại hội. Lễ thượng cờ của Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 được nước chủ nhà Việt Nam đăng cai tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm với phần quốc ca và cử hành thượng cờ đối với các nước tham dự đại hội lần này. Tại buổi lễ, đại diện đơn vị đăng cai, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã gửi lời chúc đến các đoàn tham dự và quyết tâm sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho công tác tổ chức đại hội và tạo ấn tượng về điểm đến thân thiện, chuyên nghiệp của các sự kiện đẳng cấp quốc tế. Hệ sinh thái biển ở bờ biển phía đông Vịnh Thái Lan đang bị ảnh hưởng nặng nề khi nhiệt độ nước biển đạt mức cao kỷ lục lên 34 độ C, gây ra hiện tượng san hô bị tẩy trắng trên diện rộng, khiến nhiều khu du lịch phải đóng cửa. Theo dữ liệu cho thấy, nhiệt độ bề mặt nước biển ở phía đông Vịnh Thái Lan đạt 32,7 độ vào đầu tháng này, trong khi nhiệt độ dưới nước còn nóng hơn ở mức 33 độ C. Các nhà khoa học cho biết, một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các loài san hô đầy màu sắc, sống cách mặt nước chỉ 5 mét. Trong một báo cáo gần đây, chúng đã chuyển dần sang màu trắng, được gọi là hiện tượng tẩy trắng san hô. Đây cũng là dấu hiệu phản ánh sức khỏe của dạng san hô xấu đi do nhiệt độ nước biển nóng lên. Tôi không thể tìm thấy một san hô khỏe mạnh nào. Hầu hết các loài đều bị tẩy trắng. Rất ít loài không bị ảnh hưởng. Đây là sự sôi lên của toàn cầu, chứ không chỉ là nóng lên toàn cầu nữa. Quần đảo Chas là nơi có hơn 66 hòn đảo với hơn 28,4 km vuông diện tích là các dạng san hô. Nhưng hiện nay đã có tới 30% bị tẩy trắng và 5% san hô chết. Nếu nước không hạ nhiệt, san hô sẽ chết nhiều hơn. Các nhà khoa học cho biết, các dạng san hô vừa là nguồn thức ăn, vừa là môi trường sống cho sinh vật biển, đồng thời là rào cản tự nhiên ngăn chặn xói mòn bờ biển. Ngoài việc tác động đến sản lượng thủy hải sản, hiện tượng này cũng ảnh hưởng tới cảnh quan du lịch. Một trong những yếu tố thu hút khách đến với Thái Lan là trải nghiệm lặn biển khám phá, ngắm san hô. Hơn 10 địa điểm lặn ở các công viên biển quốc gia Thái Lan đã đóng cửa do tình trạng tẩy trắng san hô trên diện tích rộng. Mới đây, hòn đảo Koh Tachai nổi tiếng với những bãi biển cát trắng và các hoạt động lặn thú vị ở biển Amadam đã phải ngừng hoạt động du lịch do gây tổn hại đến hệ sinh thái. Khi nguy cơ khan hiếm nước do tình trạng lãng phí và ô nhiễm đang đe dọa thế giới, những giải pháp hiện tại chỉ mới dừng ở ý tưởng, thì Singapore đã trở thành hình mẫu đem đến cho các quốc gia khác bài học về xử lý nguồn nước. Là một hòn đảo nhỏ nằm ở Đông Nam Á, Singapore là một trong những quốc gia có mật độ dân số đông nhất hành tinh. Trong những thập kỷ gần đây, hòn đảo này cũng đã chuyển đổi thành một trung tâm kinh doanh quốc tế hiện đại với nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng. Không có tài nguyên nước tự nhiên, quốc gia này phải dựa vào nhập khẩu từ nước láng giềng Malaysia thông qua một loạt thỏa thuận cho phép mua nước với giá rẻ từ sông Johor của quốc gia này. Tuy nhiên, thỏa thuận này sẽ hết hạn vào năm 2061 và chưa chắc đã được gia hạn. Cùng với đó, biến đổi khí hậu khiến thời tiết khắc nghiệt hơn, nước biển dâng cao và nhiệt độ trung bình tăng, dự kiến sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh nguồn nước. Để tìm kiếm giải pháp cho tình trạng căng thẳng về nước, chính phủ Singapore đã dành nhiều thập kỷ để phát triển một kế hoạch tổng thể tập trung vào cái mà họ gọi là vòi nước quốc gia, trữ nước, tái chế, khử muối và nhập khẩu. Trên khắp hòn đảo, Singapore thu thập nước mưa thông qua một mạng lưới cống dài 8.000 km, dẫn về 17 hồ chứa, đồng thời thu lại nước đã qua sử dụng từ hệ thống đường hầm thoát nước nằm sâu 60 mét dưới mặt đất. Singapore được công nhận là nhà tiên phong toàn cầu trong công nghệ xử lý nước. 5 nhà máy khử muối sản xuất nước uống bằng cách đẩy nước biển qua màng để loại bỏ muối hòa tan và khoáng chất, hoạt động trên khắp hòn đảo, tạo ra hàng triệu gallon nước sạch mỗi ngày. Được mệnh danh là New Water,
nước thải đã qua xử lý hiện cung cấp 40% lượng nước cho Singapore và chính phủ hy vọng sẽ tăng công suất lên 55% nhu cầu trong những năm tới. Cộng đồng quốc tế cũng đã khai thác sự đổi mới về nước của Singapore. Đất nước này đã trở thành trung tâm công nghệ nước toàn cầu, là nơi đặt trụ sở của gần 200 công ty nước và hơn 20 trung tâm nghiên cứu và tổ chức tuần lễ nước quốc tế 2 năm một lần. Công nghệ nước được phát triển và sử dụng ở Singapore như bộ lọc nước di động, công nghệ kiểm tra nước và công cụ quản lý lũ lụt đã được xuất khẩu sang hơn 30 quốc gia, bao gồm Malaysia, Indonesia và Nepal. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Cộng đồng ASEAN của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.